ước. Này em xếp hàng, đếm đủ 100, nhắm mắt ước thầm, mong sao thành đạt. Em là bác sĩ chữa bệnh mọi người, hay là cô giáo trẻ nghèo em chăm, là người đưa thư đem niềm vui đến, chân em đi khắp quê hương của mình. Mơ ước thật xinh là mơ hạnh phúc đến cho tất cả mọi người quanh ta.